Chào tất cả các em, anh rất vui khi được gặp lại các em ở chương trình lớp 3. Bài đầu tiên, chúng ta sẽ khám phá bài học hoạt động thở và cơ quan hô hấp. Nào, chúng ta cùng đến với phần khám phá khoa học các em nhé. Để mở đầu cho bài học hôm nay, anh mời các em xem đoạn phim sau. Chúng ta nhớ chú ý quan sát sự thay đổi của lồng ngực khi bạn nhỏ thực hiện động tác hít vào thật sâu và thở ra hết sức. Khi ta thở, lồng ngực phồng lên, xẹp xuống đều đặn. Đó là cử động hô hấp. Cử động hô hấp gồm hai động tác, hít vào và thở ra. Khi hít vào thật sâu thì phổi phồng lên để nhận nhiều không khí, lồng ngực sẽ nở to ra. Khi thở ra hết sức, lồng ngực xẹp xuống, đẩy không khí từ phổi ra ngoài. Chúng ta vừa được tìm hiểu về hoạt động thở của con người.